giàu quá thì mới có tiền làm. Nhà này mà tính như ngày xưa mà bây giờ phải mấy chục tỷ nhỉ, trăm tỷ. Đây nhà nước làm thì nó phải toán đến nhiều tỷ đấy. Đây, ngồi đây xong rồi chụp ảnh đấy để công, lấy công của bác luôn chỉ ngồi một tí không, thôi không, đang bận mà đang ngồi à nhà ông bác ạ. Nhà này nhà chánh tổng hay nhà lý trưởng? Không, nhà này là nhà không có chức nhưng mà là địa chủ. Địa chủ. Đây giống vua mèo rồi. Đấy cái công trình này giống chỗ vua mèo. Anh lên nhà Vương rồi ạ? Chưa nhưng mà cái chỗ vua mèo làm cũng quyến trúc này nhưng mà bài bản hơn. Đúng rồi, nó là nó sau khi nó có kinh phí mà đây là độc lập chiến đấu. Nhà này xây một cái có gì một cái gì đó hơi giống kiểu của Trung Quốc ấy nhỉ? À, thợ Trung Quốc đúng rồi, có kiểu giữa đây như này mà thợ Trung Quốc phải làm giữa sân ở giữa nhà, tức là sân ở giữa nhà này có gì giống này, Trung Quốc trời. Trung Quốc ấy. Trời xung quanh ấy. Tức là kết hợp Mông của Trung Quốc. Ngày trước kia là ở chỗ này là các mỹ nữ là múa văn sơ của Pháp đấy, còn các vị khách đây thì ở trên trên lan can này cũng rượu. Các mỹ nữ nhảy kiểu Pháp đúng không? Cái điều nhảy văn sơ. À, nhảy đây ạ. Van đấy, được các van đấy. Đây là viên đá này quý. Là 250.000 thế nhỉ. Trống này cũng phải vài trăm bác nhỉ, vài trăm năm nhỉ. Không, trống mới trống mới thôi, trống cũ này hỏng rồi. Đồng này của ông giáo sư nào tặng đấy, đồng nó cũng hỏng rồi lâu quá. Nhưng cái nhà này không có tên gì hả bác? Phố cổ cà phê. À, phố cổ cà phê à. Vâng, cà phê phố cổ. Đất này cái gạch này vẫn là từ ngày xưa đúng không? Cái này là sẽ có dịch vụ ngủ đó. Có. À, có dịch vụ ngủ đây ạ. Vậy thôi ạ. À. Đây là dịch vụ cà phê tầng 2 tầng 1. Vâng. Đấy, bây giờ muốn lên trên tham quan được không đấy? Đi một vòng đấy. Đấy, hai đi đường. Gạch này. Đến thông quan gái. Nên hình nhà thông quan gái. Nó bán mà. Nên là thông quan. Ui dồi, 3 tầng nhưng mà 2 tầng nhỉ. Tỉnh quá. Quá đẹp. Cái này cao, nó tìm
mong cái nước lọt ra.